Chương 7: Giải thưởng voi trắng. Năm Tất Đạt Đa lên 14 thì hoàng hậu Kiều Đàm Di sinh em Ananda. Cả hoàng cung mở hội để ăn mừng. Tất Đạt Đa rất hãnh diện khi có một đứa em. Mỗi ngày sau buổi học, Tất Đạt Đa thường chạy về thăm em. Tất Đạt Đa đã lớn rồi nên được phép thỉnh thoảng ẵm em đi chơi. Đề Bà Đạt Đa cũng hay đến chơi. Tất Đạt Đa cũng có những người em họ khác: Ma Nam Câu Lợi, Bạc Đề và Kim Tỳ La. Mỗi khi các em tới, Tất Đạt Đa thường rủ họ ra chơi ở vườn hoa phía sau cung điện. Bà Kiều Đàm Chi cũng hay theo bọn trẻ ra vườn hoa. Bà ưa ngồi may áo cho Ananda trên một chiếc ghế gỗ đặt bên cạnh hồ sen và nhìn bọn trẻ nô đùa. Bên bà luôn luôn có một người thị nữ túc trực. Bà chỉ hay sai phái người thị nữ này khi cần đi lấy nước nôi và bánh trái cho bọn trẻ. Càng lớn lên, Tất Đạt Đa càng học giỏi. Đề Bà Đạt Đa đã nhiều lần tỏ vẻ ganh tị với Tất Đạt Đa. Môn học nào Tất Đạt Đa cũng xuất sắc, kể cả võ nghệ. Đề Bà Đạt Đa khỏe hơn Tất Đạt Đa, nhưng về phương diện lanh lẹ thì lại không bằng Tất Đạt Đa. Về toán học, cả lớp đều nhường Tất Đạt Đa. Giáo sư dạy toán là Asuna có khi phải mất thật nhiều thời giờ với những câu hỏi của Tất Đạt Đa. Về âm nhạc, Tất Đạt Đa rất ưa thổi sáo. Tất Đạt Đa có một ống sáo thật quý do chính giáo sư âm nhạc của mình tặng cho. Có những buổi chiều hè, Tất Đạt Đa ra ngoài công viên một mình để thổi sáo. Tiếng sáo của Tất Đạt Đa có khi dịu dặt, có khi cao vút, khiến người nghe có cảm tưởng như là đã thoát lên được trên mấy tầng mây. Nhiều hôm trong bóng đêm đang xuống, bà Kiều Đàm Di cũng ra ngoài giường ngự ngồi nghe tiếng sáo của con. Bà cảm thấy khỏe khoắn khi ngồi thả lòng bay theo tiếng sáo của Tất Đạt Đa. Cùng với tuổi, Tất Đạt Đa càng ngày càng lưu tâm đến đạo và triết học. Tất Đạt Đa được học các kinh Vệ Đà và được nghiền ngẫm về những đạo lý hàm chứa nơi các bài tụng trong các kinh ấy. Hai kinh Rigveda và Atharvaveda là hai kinh được học hỏi nhiều nhất. Từ thuở ấu thơ, Tất Đạt Đa đã được thấy các thầy Bà La Môn hành lễ và đọc kinh. Bây giờ đây, Tất Đạt Đa đích thực đi vào trong nội dung của các kinh. Địa vị và lời nói trong đạo Bà La Môn rất quan trọng. Lời kinh đi theo với nghi lễ là một sức mạnh lớn, có thể ảnh hưởng tới và làm thay đổi được tình trạng của thế giới và của con người. Vị trí của tính tượng và sự vận chuyển của bốn mùa có liên hệ mật thiết tới sự cúng tế và tới lời kinh cầu đảo. Các thầy Bà La Môn là những người duy nhất có thể hiểu thấu được những lẽ huyền bí trong Phạm Thư và trong trời đất, và có thể dùng lời kinh và nghi lễ để chỉnh lý lại được trật tự trong tự nhiên giới và nhân sự giới. Tất Đạt Đa được học rằng vũ trụ là một cái ta lớn gọi là Purusa, có khi gọi là Phạm Thiên, và các giai cấp của con người trong xã hội đều được phát xuất từ những phần khác nhau của thân thể vũ trụ ấy. Mỗi con người đều mang theo một cái ta, cùng phát xuất từ cái ta siêu việt ấy và cùng một tính chất với cái ta siêu việt ấy. Cái ta này là bản chất thường tại trong mỗi con người. Tất Đạt Đa lại còn được học thật kỹ về các phẩm thư Brahmana và các áo nghĩa thư. Các giáo sư bao giờ cũng muốn giảng giải các thánh thư theo truyền thống, nhưng Tất Đạt Đa và các bạn luôn luôn muốn đặt những câu hỏi buộc họ phải nhắc tới những tư tưởng đương thời được xem như không trung thành mấy với truyền thống. Trong những ngày nghỉ học, Tất Đạt Đa thường rủ các bạn đi thăm các vị Sa Môn và các vị Bà La Môn nổi danh ở Kinh Đô để học hỏi. Nhờ xúc tiếp nhiều như thế nên Tất Đạt Đa sớm tin ra rằng hiện đang có những cuộc vận động tư tưởng chống lại uy quyền thống trị của truyền thống Bà La Môn. Cuộc vận động này không những có mặt trong giai cấp sát đế lợi
đang muốn vươn lên để nắm được cả quyền uy tinh thần lâu nay đang nằm trong tay của giai cấp Bà La Môn, mà cũng có mặt ngay trong giới những người Bà La Môn nữa. Ngày xưa, từ khi được ăn cơm trên cỏ lần đầu với bọn trẻ dân dã, Tất Đạt Đa thường xin phép được đi chơi và nhân dịp đi thăm các thôn xóm ngoài thành. Trong những chuyến đi như thế, Tất Đạt Đa thường có ý ăn mặc giản dị, tiếp xúc với dân dã. Tất Đạt Đa học được rất nhiều cái mà trong trường không bao giờ Tất Đạt Đa được học. Đã đành dân chúng thờ phụng ba vị thần của đạo Bà La Môn là Phạm Thiên, Tháp Nữ và Tháp Bà. Nhưng dân chúng cũng bị các thầy Bà La Môn lợi dụng và bóc lột quá mức. Trong tất cả các dịp quan, hôn, tang, tế, người dân đều phải chu cấp thực phẩm, tiền bạc và sức lao động của mình cho ông thầy cúng, dù nghèo khó đến mấy cũng thế. Một hôm, đi ngang qua một túp lều, Tất Đạt Đa nghe tiếng khóc kể thảm thiết. Chàng rủ Đề Bà Đạt Đa ghé vào thăm và được biết rằng người chủ gia đình vừa mới qua đời. Đây là một gia đình nghèo khổ, mấy mẹ con trông thật lam lũ, áo quần tả tơi, nhà cửa xiêu vẹo đổ nát. Hỏi ra thì người chủ gia đình chỉ vì muốn mời ông thầy Bà La Môn trong làng tới cúng đất đai để có thể xây lại nhà bếp, mà đã phải ở lại mấy ngày làm lao động tại nhà cho ông thầy. Ông bị bắt làm việc rất nặng nhọc, nào khuân đá, nào bữa củi, trong khi cơ thể ông đã suy nhược vì cảm cúm. Sau mấy ngày lao động, ông thầy Bà La Môn bảo ông đi về trước và hẹn vài hôm sau sẽ đến cúng. Về tới nửa đường, người chủ gia đình nghèo khó đã bị trúng gió và chết bên lề đường. Người trong xóm phát giác ra và về báo cho mấy mẹ con hay. Từ khi biết suy đoán, Tất Đạt Đa đã có khuynh hướng âm thầm không chấp nhận ba giáo điều căn bản của đạo Bà La Môn. Kinh Vệ Đà là thiên khải cho riêng người Bà La Môn, Phạm Thiên là đấng tối cao ngự trị, và Tế Lễ có công hiệu vạn năng. Tất Đạt Đa thấy có cảm tình với những vị Sa Môn và Bà La Môn nào có tư tưởng cấp tiến, dám thẳng thắn phủ nhận giá trị của ba thứ quyền ấy. Tuy nhiên, Tất Đạt Đa không bao giờ bỏ một buổi học hỏi và thảo luận nào về Kinh Vệ Đà. Các môn học khác mà Tất Đạt Đa vẫn theo học là Tự Vận học, Ngữ Nguyên học, Sử Truyện và Văn Pháp học. Tất Đạt Đa rất ưa tiếp xúc với các vị đạo sư và sa môn. Biết rằng phụ vương không ưa việc này, Tất Đạt Đa phải kiếm cớ đi du ngoạn để có dịp tìm gặp các nhà tu ấy. Họ là những người không thiết tha đến quyền lợi vật chất và địa vị trong xã hội như các ông thầy Bà La Môn chuyên lo tế tự và gần gũi giới có quyền thế. Trái lại, họ muốn từ bỏ tất cả để đi tìm cầu sự giải thoát, cắt đứt những sợi dây ràng buộc họ vào nếp sống đầy não phiền của cuộc đời. Họ là những người đã từng học hỏi và thông hiểu qua Vệ Đà và Áo Nghĩa Thư. Tất Đạt Đa biết rằng tại nước láng giềng Câu Tác La về phía Tây và nước láng giềng Magadha về phía Nam có rất nhiều những vị sa môn như thế, và Tất Đạt Đa ao ước một ngày kia có thể đi đến những miền ấy để tìm thầy học đạo. Vua Tịnh Phạn không phải là hoàn toàn không hay biết gì về tâm tư của Tất Đạt Đa. Vua rất lo lắng về việc Tất Đạt Đa có thể đi tu theo kiểu các vị sa môn. Có lần nói chuyện riêng với người em ruột là Bạch Phạn Dương, cha của Đề Bà Đạt Đa và Ananda, vua than thở: Vương quốc Cầu Tắc La hay dòm ngó lãnh thổ nước ta. Nếu sau này chúng ta không có người trẻ tài giỏi như Tất Đạt Đa và Đề Bà Đạt Đa, thì lấy ai mà nắm lấy vận mệnh của nước? Ta rất sợ Tất Đạt Đa sau này sẽ đi tu theo như lời tuyên đoán của Sa Môn A Tư Đà, Đề Bà Đạt Đa lại hay đi theo với Tất Đạt Đa. Chú có biết là
hai anh em chúng nó ưa đi gặp các thầy sa môn khổ hạnh hay không? Hoàng thúc Bạch Phạn Dương rất lấy làm ngạc nhiên khi nghe vua nói. Ngẫm nghĩ một hồi, ông ta thầm thì bên tai vua: Theo tôi, huynh Dương nên lo cưới vợ cho Tất Đạt Đa. Có vợ con rồi thì tư tưởng đi tu sẽ không còn. Vua Tịnh Phạn im lặng gật đầu. Tối hôm ấy, vua tâm sự với bà Kiều Đàm Chi. Hoàng hậu hiểu ý vua, hứa sẽ lưu tâm tìm cách sắp đặt để Tất Đạt Đa chống lập gia đình. Những buổi hòa nhạc, những hội thể thao và những cuộc du ngoạn từ đó được tổ chức thường xuyên cho các giới trẻ được gặp nhau. Tất Đạt Đa tham dự hết lòng vào những cuộc vui này. Trong đó, chàng gặp gỡ được nhiều bạn mới, nam cũng như nữ. Năm sau, Hoàng hậu Kiều Đàm Di sinh cho Tất Đạt Đa một cô em gái. Công chúa được đặt tên là Tôn Đà Lợi. Vua Tịnh Phạn có một người em gái tên là Pamita. Chồng của bà là Thiện Giác Dương Danyapani, thuộc bộ tộc Koliya. Họ có nhà cửa bên thủ phủ La Mạc của Dương quốc Koliya, nhưng họ cũng có trú sở ở Ca Tỳ La Vệ. Thitka và Koliya là hai vương quốc nhỏ nằm sát bên nhau, ngăn cách bởi con sông Rohini. Hai bên bộ tộc Thitka và Koliya đã nhiều đời giao hảo với nhau rất thân mật. Ca Tỳ La Vệ chỉ cách La Mạc có một ngày đường. Hai vợ chồng được bà Kiều Đàm Chi ủy thác tổ chức một đại hội thể thao trên một bãi cỏ rộng mênh mông cạnh bờ hồ Kunao. Vua Tịnh Phạn đích thân chủ tọa đại hội này, bởi vì vua rất khuyến khích những người trai trẻ ở vương quốc Thích Ca bồi đắp sức khỏe và trao dồi võ nghệ. Tất cả những người trẻ trong kinh đô đều được mời tham dự, nam cũng như nữ. Các thiếu nữ tuy không tham dự vào các cuộc tỷ thí, nhưng được khuyến khích có mặt để tán thưởng và cổ võ các chàng trai. Yayudala, con gái của Thiện Giác Dương Dandapani và của Dương Phi Pamita, đứng ra điều khiển việc tiếp tân. Yayudala là một cô gái nhan sắc diễm lệ, nàng tự nhiên và tươi mát như một đóa sen mùa hạ. Tất Đạt Đa được làm quen với Yayudala trong đại hội thể thao này. Chàng đã chiếm giải nhất trong các môn thi bắn cung, đánh kiếm, cưỡi ngựa và cử tạ. Yayudala được cử đem giải thưởng đến cho Tất Đạt Đa. Giải thưởng là một con voi trắng. Người giật giải quán quân cuộc thi sẽ cưỡi voi đi một vòng trong thành Ca Tỳ La Vệ trước sự hoan hô của mọi người. Yayudala đem voi tới cho Tất Đạt Đa. Nàng đi chậm chậm bên voi. Voi đi từng bước có lễ nghi dưới sự điều khiển của một quản tượng. Tới trước Tất Đạt Đa, Yayudala chắp tay cúi đầu chào thái tử và nói những lời khen ngợi: Xin điện hạ nhận thất voi này, phần thưởng dành cho người chiếm giải quán quân của đại hội thể thao. Em xin thành tâm khen ngợi và chúc mừng điện hạ. Giọng nàng thanh tao, dáng điệu nàng thật tự nhiên, cách phục sức của nàng thật trang nhã. Nụ cười của nàng chúng chím, tươi như một bông sen hàm tiếu. Tất Đạt Đa nghiêng mình đáp lễ. Chàng nhìn Yayudala đáp: Xin cảm ơn công nương. Lúc ấy, Đề Bà Đạt Đa đang đứng ngay sau lưng Tất Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa không được vui vì chàng chỉ được đứng hàng nhì trong cuộc thi tài. Thấy Yayudala không nhìn tới mình, Đề Bà Đạt Đa bực tức. Chàng bước tới mấy bước, nắm lấy vòi con bạch tượng, dùng tất cả sức mình, chàng đấm con bạch tượng một đấm như trời giáng vào chỗ yếu. Con bạch tượng đau quá ngã quỵ xuống. Tất Đạt Đa quay lại nhìn Đề Bà Đạt Đa: Xem nỡ lòng nào làm như vậy đối với anh. Nói xong, chàng đưa tay sờ voi, xoa bóp chỗ đau và an ủi nó. Con voi từ từ đứng dậy được và nghiêng đầu tôn kính chàng. Quần chúng vỗ tay và hoan hô vang dậy. Tất Đạt Đa leo lên mình voi và đám rước bắt đầu diễn hành. Yeah.
Chương 8. Chuỗi ngọc. Cuộc sống trong cung điện hơi ngột ngạt đối với chàng, nên Tất Đạt Đa ưa đi ra ngoài thành. Chàng đã trưởng thành lâu rồi, năm nay chàng 24, nên đi đâu trong vòng một vài hôm chàng không phải xin phép vua và hoàng hậu nữa. Tất Đạt Đa có một người hầu cận trung thành là Sa Nặc. Sa Nặc thường đánh xe song mã đưa Tất Đạt Đa đi. Có khi chàng rủ bạn hoặc đem em đi theo, có khi chàng đi một mình với Sa Nặc, và rất nhiều khi chàng tự tay cầm ngựa để cho Sa Nặc ngồi chơi bên cạnh chàng. Tất Đạt Đa không bao giờ dùng roi ngựa, biết vậy nên Sa Nặc cũng không sờ tới cây roi. Vương quốc Thích Ca, chàng đã đi thăm gần như khắp nơi. Phía bắc của vương quốc là miền cao nguyên gồm những dãy đồi nối tiếp nhau chạy về phía chân dãy Himalaya. Một nửa vương quốc là đồng bằng ở vào phía nam. Kinh đô Ca Tỳ La Vệ ở vào những khoảng đất trù phú nhất của miền đồng bằng này. So với các nước láng giềng Câu Tác La và Ma Kiệt Đà, vương quốc Thích Ca thật bé nhỏ. Đất đai cũng không phì nhiêu, nhưng vị thế của vương quốc thật là đặc biệt. Các con sông Rohini và Baganda bắt nguồn từ miền cao nguyên chảy về tứ đồng bằng, rồi tiếp tục đi về miền nam để chảy về sông Hiranyavati trước khi rót vào sông Hằng. Tất Đạt Đa thường ưa ngồi bên bờ sông Baganda ngắm dòng nước chảy. Dân quê vẫn tin rằng nước sông này có thể tẩy trừ tội lỗi và nghiệp chướng kiếp trước và kiếp này, cho nên thường hay kính cẩn xuống ngâm mình dưới dòng nước, cả những khi nước rất lạnh. Có một hôm, ngồi với Sa Nặc bên bờ sông, Tất Đạt Đa chỉ những người đang tắm ở bên kia sông và hỏi người hầu cận: "Này Sa Nặc, anh có tin là tắm như thế rất thường thì có thể rửa sạch được nghiệp chướng không?" "Thưa điện hạ, có chứ, nếu không thì người ta tắm làm gì?" Tất Đạt Đa cười: "Nếu thế thì đứng về phương diện nghiệp chướng, có phải các loài tôm, cá, rùa và sòi ốc là những loài thanh tịnh nhất không? Chúng ở suốt đời dưới sông thì chúng phải sạch nghiệp hơn chúng ta chứ?" Sa Nặc trả lời: "Nhưng ít nhất tắm dưới sông cũng rửa sạch được những cáu bẩn trên da thịt." Tất Đạt Đa vỗ vai Sa Nặc: "Cái đó thì anh nói đúng." Một hôm trên đường về thành nội, Tất Đạt Đa ghé lại thăm một xóm nghèo ở ngoại thành. Chàng ngạc nhiên thấy Gia Du Đà La đang ở trong xóm. Cùng một đứa ở, nàng đang săn sóc cho các trẻ em đó. Các em đang được săn sóc đều là những đứa trẻ có bệnh. Đứa thì đau mắt, đứa thì cảm cúm, đứa thì ghẻ chóc. Gia Du Đà La ăn vẫn rất đơn giản, nhưng nàng tươi mát như một bà tiên vừa hiện đến giữa bầy trẻ nghèo. Tất Đạt Đa thấy cảnh tượng rất đẹp. Chàng sửng sốt khi thấy một người con gái nhà quyền quý lại chịu thương chịu khó đi làm những công việc như rửa ghẻ, rửa mắt, xúc thuốc, giặt áo cho bọn trẻ nghèo đói. "Công nương đã bắt đầu làm các việc này từ bao giờ thế?" chàng hỏi. "Thật là quý quá quá." Đang rửa tay cho một em bé gái chừng 3 tuổi, Gia Du Đà La ngẩng lên nhìn Tất Đạt Đa. "Chúng em bắt đầu làm công việc này cũng đã gần 2 năm rồi, thưa điện hạ. Tuy nhiên đây chỉ là lần thứ 2 em đến xóm này." "Tôi đến xóm này thường lắm, bọn trẻ con trong xóm đều biết tôi. Tôi nghĩ được làm những công việc này chắc công nương thấy vui trong lòng lắm." Gia Du Đà La mỉm cười không đáp. Nàng cúi xuống tiếp tục rửa một ghẻ trên đầu gối của em bé. Hôm ấy Tất Đạt Đa được nói chuyện nhiều với Gia Du Đà La. Chàng ngạc nhiên khám phá ra rằng Gia Du Đà La có nhiều nhận thức giống chàng. Gia Du Đà La không phải là một cô gái khuê cát chỉ biết dâng theo truyền thống. Nàng cũng biết về tư tưởng Vệ Đà, cũng ngấm ngầm phản đối tình trạng bất công của xã hội. Cũng như Tất Đạt Đa, nàng không cảm thấy có hạnh phúc trong địa vị giàu sang và nhiều quyền thế của hoàng tộc. Trái lại, nàng ghê tởm những cuộc tranh chấp quyền lợi và địa vị của những thành phần quý tộc trong triều đình và ngay ở giới tăng lữ Bà La Môn. Biết mình là gái không thể nào làm được những cuộc thay đổi lớn trong xã hội,
nàng chỉ tìm cách biểu lộ cái thấy của mình và thiết lập sự bình an trong tâm mình bằng các công việc từ ái. Nàng hy vọng sẽ có những bạn hữu trong giới trẻ thấy được ý nghĩa của công việc nàng làm. Đã có cảm tình tự nhiên sẵn với Yajudala từ trước, Tất Đạt Đa càng nghe nàng nói càng tỏ vẻ mến phục nàng. Phụ Dương đã ngỏ ý muốn chàng lập gia đình. Yajudala có thể là người mà chàng chọn lựa. Trong các cuộc gặp gỡ khác như những nhạc hội, vũ hội, Tất Đạt Đa đã gặp nhiều thiếu nữ diễm lệ. Ở Katila Vệ cũng như ở Ramayana, không thiếu những cô gái mặn mà. Yajudala tuy không phải là cô gái đẹp nhất mà chàng gặp, nhưng đó là cô gái mà mỗi khi gặp là chàng cảm thấy trong tâm hồn một sự an bình và thoải mái. Một hôm, Hoàng hậu Kiều Đàm Di muốn chính tự mình tổ chức một cuộc trình diễn quốc phục phụ nữ. Bà nhờ Vương Phi Bimata, mẹ của Yajudala, tới giúp mình về việc tổ chức. Tất cả các thiếu nữ trong thành Katila Vệ đều được mời tới dự thi. Người nào cũng sẽ có giải thưởng nữ trang. Vương Phi Bimata đề nghị Tất Đạt Đa phát giải thưởng cho các cô. Cũng như tháng trước, Yajudala đã làm công việc tiếp tân trong đại hội thể thao do chồng bà tổ chức vậy. Vua Tịnh Phạn, triều đình và tất cả các vị dương tôn công tử, công nương đều được mời tham dự. Đêm đầu hạ thật mát, thức dậy khác đặt khắp nơi. Âm nhạc dân tộc làm nền cho buổi dạ hội. Dưới ánh hoa đăng rạng rỡ, các thiếu nữ tha thiết trong những chiếc sari đủ màu và lóng lánh kim tuyến. Từng người một đi ngang tuyển đài trước hàng ghế danh dự, trong đó có vua và hoàng hậu. Tất Đạt Đa mặc quốc phục đứng về phía bên trái. Trước mặt chàng là những sâu chuỗi vàng ngọc đủ để phân phát cho cả ngàn người. Tất Đạt Đa đã từng từ chối việc phát thưởng, nhưng bà Kiều Đàm Di và Dương Phi Cam Lộ đã nài ép chàng. Được thái tử Tất Đạt Đa tự tay phát thưởng, đó là một niềm vui lớn cho bất cứ ai, con phải biết điều đó. Dương Phi Bimata nhìn chàng nói một cách tươi cười. Đem niềm vui cho kẻ khác, đó là việc chàng không muốn từ chối. Nên Tất Đạt Đa đã hoan hỷ vâng lời. Giờ đây đứng trước hàng ngàn quan khách, chàng thật không biết làm sao cho thỏa đáng. Mỗi thiếu nữ khi bước lên đài phải đi qua một hàng ghế danh dự để mọi người được trông thấy. Đi qua hàng ghế ấy mới tới chỗ Tất Đạt Đa. Thiếu nữ đi đầu là Soma, con của một vị vương tử. Theo sự chỉ dẫn của Dương Phi Bimata, nàng tiến tới, bước mấy nấc thang để lên bục và đi ngang qua đài. Tới trước mặt vua và hoàng hậu, nàng quay lại chắp tay cúi đầu chào, rồi từ từ tiến về bên trái, đi về phía Tất Đạt Đa. Đến trước Tất Đạt Đa, Soma cúi đầu chào chàng. Tất Đạt Đa đáp lễ, rồi cúi xuống cầm lên một sâu chuỗi ngọc. Chàng trao cho Soma, có tiếng cử tọa hoan hô. Soma nghiêng mình cảm tạ, nàng lý nhí mấy câu cảm ơn, nhưng Tất Đạt Đa không nghe rõ nàng nói gì. Thiếu nữ thứ hai là Rohini, tên của dòng sông. Tất Đạt Đa có vẻ như không lựa chọn các phần thưởng cho xứng đáng với vẻ đẹp và sắc phục các thiếu nữ. Nhớ được món nữ trang nào trên bàn, chàng tặng ngay món nữ trang đó. Vì vậy cuộc trình diễn đi qua khá mau, dù số thiếu nữ tham dự rất đông. Vào khoảng 10 giờ đêm, các món nữ trang đặt trên dãy bàn dài đã dơ gần hết. Mọi người tưởng Sela là thiếu nữ sao chót, và chính Tất Đạt Đa cũng nghĩ thế. Bỗng dưng, một thiếu nữ từ trên hàng khán đài bước xuống, đó là Yajudala. Nàng bước ra trước khán đài và quay trở vào vái chào vua và hoàng hậu. Yajudala dẫn một chiếc sari màu trắng ngà, đơn sơ và nhẹ nhàng như một cơn gió sớm. Duyên dáng tự nhiên, nàng bước tới trước Tất Đạt Đa, rồi mỉm cười tươi như hoa. Nàng hỏi, Điện hạ, còn món nữ trang nào để cho em không? Tất Đạt Đa nhìn Yajudala, chàng nghiêng mình đáp lễ, rồi nhìn xuống mấy món nữ trang còn lại. Chàng tỏ vẻ bối rối. Trong những món còn lại đó, chẳng có món nào xứng đáng với con người đẹp đẽ đang đứng trước mặt chàng. Đột nhiên Tất Đạt Đa mỉm cười. Chàng đưa tay tháo sâu chuỗi ngọc chàng đang đeo ở cổ.
cầm chuỗi ngọc lóng lánh trên tay, chàng mỉm cười nhìn Gia Du Đà La. Đây là món quà tặng cho công nương. Gia Du Đà La lắc đầu. Em làm đẹp cho thiên hạ còn chưa hết, lòng nào lại lấy món trang sức của điện hạ? Tất Đạt Đa nói: Mẹ ta, hoàng hậu Kiều Đàm Di thường nói là ta chẳng cần đeo đồ trang sức, càng đeo vào càng xấu thêm ra. Vậy xin công nương vui lòng nhận món quà này. Nói xong, chàng ra hiệu cho Gia Du Đà La lại gần và cúi đầu xuống, và chàng mang chuỗi ngọc lóng lánh vào cho nàng. Tiếng hoan hô vang dậy cả trên và dưới khán đài, tiếng hoan hô kéo dài như không bao giờ dứt. Mọi người đều đứng dậy và bày tỏ nỗi vui mừng của mình. Chương 9: Con đường tâm linh và con đường xã hội. Đám cưới của Thái tử Tất Đạt Đà và công nương Gia Du Đà La được tổ chức vào mùa thu năm ấy. Đây là một cuộc vui mừng lớn cho cả Vương quốc Thiết Ca, nhất là cho dân chúng Kinh Kỳ. Khắp nơi thiên hạ treo cờ, treo đèn, kết hoa và tổ chức vũ nhạc. Song mã của Tất Đạt Đa và Gia Du Đà La điểm tới đâu, quần chúng reo hò tới đó. Tất Đạt Đa và Gia Du Đà La cho xe chạy ra cả ngoại thành. Hai người đi tới những xóm làng quen biết và đem tặng đủ các thứ quà bánh và giải bô cho những gia đình túng thiếu nhất. Vua Tịnh Phạn truyền dựng cho Thái tử ba nơi trú cung, một cung cho mùa đông, một cung cho mùa hạ và một cung cho mùa mưa. Cung mùa hạ được xây dựng trên một cảnh đồi ngoạn mục miền cao nguyên. Cung mùa mưa và cung mùa đông ở ngay trong thành nội. Cung nào cũng có hồ sen, hồ toàn sen xanh, hồ toàn sen đỏ, hồ toàn sen trắng. Áo mũ khăn dài của hai người đều được đặt làm từ thành Ba La Nại, tận Vương quốc Ca Thị, miền Tây Nam. Trầm hương đốt hàng ngày cũng được nhập cảng từ Vương quốc ấy. Vua Tịnh Phạn rất yên tâm. Vua nghĩ rằng Tất Đạt Đa đã đi trúng con đường vua mong ước, và vua truyền tuyển lựa các nhạc công và vũ công tài ba trong nước để thường trực giúp vui cho cặp vợ chồng mới cưới của hoàng gia. Nhưng hạnh phúc của Tất Đạt Đa cũng như của Gia Du Đà La không phải là được sống bưng bít trong quyền quý và giàu sang. Hạnh phúc của hai người là sự chia sẻ những nỗi niềm và những ước vọng của tâm linh với người mà mình có thể cởi mở tấm lòng. Họ không thực sự để tâm đến các cao lương mỹ vị hoặc các thứ xiêm y lụa là. Họ thấy cái đẹp của vũ, của nhạc, nhưng họ không say mê trong việc vui chơi. Họ có những khao khát riêng của họ, khao khát tìm được những câu trả lời thỏa đáng cho tâm hồn và cho xã hội. Mùa nóng năm sau, nhân được cư trú tới 4 tháng ở cung hè trên miền cao nguyên, Tất Đạt Đa, Gia Du Đà La đi khám phá thêm về Vương quốc Thích Ca. Người hầu cận Sa Nặc vẫn luôn luôn là người đánh xe cho Tất Đạt Đa. Họ tìm ra được nhiều phong cảnh sơn thủy rất tú lệ. Họ chuẩn bị để có thể đến cư trú 5-7 ngày ở những nơi ấy. Có khi họ xin ở lại ngủ nhà của thường dân và tìm dịp giúp đỡ cho các gia đình nghèo. Họ đã thử ăn những món ăn dân dã, ngủ trên những chiếc giường tre sọc sạch của người dân, và họ tìm hiểu được rất nhiều về nếp sống và phong tục tập quán từng vùng. Có khi họ gặp những cảnh nghèo khổ cùng cực. Họ gặp những cặp vợ chồng có tới 9 hoặc 10 đứa con, đứa nào cũng ốm tông teo, đứa nào cũng bệnh tật. Trong khi đó, cả vợ lẫn chồng dù làm việc quần quật suốt ngày đêm cũng chỉ đủ sức nuôi nổi hai đứa là cùng. Nghèo khổ và bệnh tật là hai cái gánh nặng đè lên kiếp sống của người dân. Ngoài hai cái gánh nặng ấy, còn có những cái gánh nặng khác: sự áp chế của giới cầm quyền và sự thống trị của các giáo sĩ Bà La Môn. Ở miền quê, dân chúng có bị giới hương hào áp chế cũng không thể kêu ca vào đâu được. Kinh thành xa quá, với lại ở kinh thành cũng không quen biết ai. Tất Đạt Đa nhìn những em bé ốm tông teo, hai chân khẳng khiu như những ống sậy,
và cái bụng phình to vì dung sáng. Tất Đạt Đa nhìn những kẻ tàn tật và bệnh hoạn ăn xin ở các ngã đường. Những cảnh tượng này làm cho thái tử mất hết mọi niềm vui. Chàng thấy con người bị kìm hãm trong một tình thế không có lối thoát. Chàng thấy dù chàng có quyền lực như một vị quốc vương, chàng cũng không thể thay đổi tình trạng. Tất Đạt Đa biết khá rõ về tình trạng triều đình. Người quyền quý làm đủ mọi cách để bảo vệ quyền thế và lợi ích của mình, không đếm xỉa gì đến khổ đau của người khác. Họ lại còn lấn áp nhau, ganh tị nhau, và những tranh chấp của họ làm cho Tất Đạt Đa chán ngán cảnh chính trường. Quyền lực của phụ vương chàng rất giới hạn và mỏng manh. Tất Đạt Đa thấy rất rõ điều ấy. Làm vua như phụ vương chàng không thật sự có tự do. Vua bị ràng buộc đủ thứ, và quyền bính lại chính là tù ngục đang giam hãm vua. Phụ vương chàng biết trong triều đình có những vị đại thần hư hỏng và nhiều tham vọng, nhưng lại phải dựa vào những người ấy cho tình thế ổn định. Chàng nghĩ nếu chàng đứng vào địa vị của cha, có thể chàng cũng phải làm như thế. Chàng thấy chỉ khi nào con người chuyển đổi được nội tâm mình, đập tan được những tham vọng và ganh tị trong nội tâm mình, thì cảnh huống con người mới có thể thay đổi, và niềm ao ước ngày xưa bừng dậy trong chàng, tìm ra được một lối thoát cho tâm linh. Và dù Đà La là một cô gái rất thông minh, nàng hiểu được tâm trạng chồng, nàng có đức tin nơi Tất Đạt Đa. Nàng biết nếu Tất Đạt Đa quyết tâm đi tìm kiếm con đường giải thoát thì chàng sẽ tìm ra. Nhưng nàng cũng là một cô gái rất thực tế, cuộc tìm kiếm này có thể kéo dài trong nhiều tháng, nhiều năm, trong khi những khổ đau hiện thực vẫn xảy ra hàng ngày trong cuộc sống. Vì vậy nàng phải làm một cái gì ngay trong giờ phút hiện tại, và nàng bàn với Tất Đạt Đa những phương pháp có thể làm vơi bớt đi nỗi khổ của những người thiếu may mắn nhất trong vương quốc. Công việc này nàng đã bắt đầu từ hơn 2 năm nay ở các xóm nghèo. Công việc ấy một mặt có thể thoa dịu bớt khổ đau của một số người, một mặt có thể đem lại chút bình an và hạnh phúc cho tự tâm nàng. Và dù Đà La tin rằng tình yêu của Tất Đạt Đa có thể là lưng tựa vững chãi và lâu dài cho công việc ấy. Từ thủ đô Ca Tỳ La về, các vật dụng cần thiết cho cuộc sống tại hạ cung vẫn được chở tới đều đều. Trong cung, số người hầu cận nấu nướng, dọn dẹp và chăm sóc rất đông. Tất Đạt Đa và Yajudala gửi bớt những người này về thành. Họ chỉ giữ lại một số người đủ để chăm sóc giường cảnh, nấu nướng và dọn dẹp. Và cố nhiên là họ giữ lại Sanat. Yajudala tổ chức lại đời sống hàng ngày cho thật đơn giản. Nàng hay vào bếp chỉ dẫn cách thức nấu những món ăn đơn giản mà hợp với khẩu vị của Tất Đạt Đa. Nàng ưa tự tay săn sóc sự ăn uống và sự phục sức của chàng. Nàng luôn luôn tham khảo ý kiến Tất Đạt Đa về những công việc xã hội mà nàng dự tính tiếp tục khi trở về thủ đô. Tất Đạt Đa hiểu biết được nhu cầu hành động của nàng và luôn luôn tỏ ý quan tâm về những dự án này, khiến cho Yajudala càng lúc càng thêm tin tưởng. Tuy hiểu được Yajudala và biết giá trị của công việc nàng làm, Tất Đạt Đa vẫn thấy con đường của nàng chưa phải là con đường có thể thực sự đem lại sự an lạc cho tâm linh. Lối thoát mà nàng nghĩ đã tìm ra chỉ là một phương thuốc thoa dịu có tính tạm bợ. Con người bị trói buộc không những bởi những điều kiện trong xã hội mà còn bởi những phiền não nội tâm nữa. Yajudala hiện có thể làm được một ít công việc giúp người nghèo khó và bị áp bức. Nhưng trong xã hội, mấy ai có được những điều kiện thì giờ và vật chất để làm được như nàng. Và nếu Yajudala bị kẹt vào một trong những tâm lý sợ hãi, ganh tị, cay đắng hoặc oán thù, liệu nàng có đủ nghị lực để tiếp tục công việc? Tự thân Tất Đạt Đa cũng đã trải qua những giai đoạn nghi ngờ, bất mãn, khổ đau và bực tức khi nhận ra được thực trạng trong triều và ngoài nội. Không vượt thoát được những khổ đau của nội tâm, không đạt tới được sự an bình của nội tâm,
thì hành động xã hội lấy đâu làm căn cứ xuất phát? Chàng nghĩ như thế, nhưng chàng không nói với Yajudala. Chàng không muốn nặng lo âu và nghi nan trong giai đoạn này. Khi hai vợ chồng trở về kinh đô vào mùa đông năm ấy, các anh em và bạn bè tới thăm hỏi thật đông. Tại cung mùa đông, Yajudala tiếp đãi khách khứa và bạn bè rất ấm cúng và chu đáo. Những câu chuyện mà nàng nghe Tất Đạt Đa nói với các bạn bên lò sưởi thường là câu chuyện tư tưởng triết học và đạo học có liên hệ tới tình trạng chính trị và xã hội. Đi lại trong phòng và hướng dẫn các thị nữ mang trà nước cho khách, nàng không bỏ sót một câu chuyện nào. Nàng để ý trong số các bạn và người thân thích xem có ai là người đồng điệu có thể mời cộng tác với mình trong công tác cứu tế người cùng khổ, nhưng nàng không thấy được mấy ai. Đa số bạn bè thường ưa ăn to nói lớn, có người thì quá phù phiếm, có người thì chỉ chú trọng đến chuyện tổ chức những cuộc vui. Nhưng Tất Đạt Đa phải kiên nhẫn ngồi tiếp hết mọi người. Khách khứa tuy vậy cũng thưa dần. Yajudala bắt đầu tổ chức trở lại công việc cứu tế của nàng với sự phụ giúp của mấy người thị nữ hầu cận. Nàng sung sướng lắm, bởi vì ngoài Tất Đạt Đa, nàng đã có thêm một người hiểu nàng, thương nàng và yểm trợ công việc của nàng. Đó là phu nhân Kiều Đạm Chi, tức là hoàng hậu Maha Basa Ba Đề. Hoàng hậu rất quan tâm đến hạnh phúc của nàng, bởi bà biết nếu nàng có hạnh phúc thì Tất Đạt Đa cũng có hạnh phúc. Nhưng không phải chỉ lý do đó mà bà ủng hộ các công tác cứu trợ của Yajudala. Bà là người có lòng nhân từ, và ngay trong chuyến đầu đi với Yajudala vào xóm cùng dân, bà đã thấy ngay được giá trị của công việc Yajudala đang làm. Giá trị ấy không phải là những vật dụng mà người cứu trợ đem tới như gạo, bột mì, vải và thuốc men. Giá trị ấy là cái nhìn, hai bàn tay và tình thương của người đã chịu đi tới tiếp xúc với những người kém may mắn. Hoàng hậu Mahabasabade không phải là một người đàn bà tầm thường. Bà thường nói với Yajudala rằng người đàn bà cũng có đủ trí tuệ và sức khỏe để đảm nhiệm những trách vụ trong xã hội không thua gì người đàn ông. Người đàn bà có khả năng tạo ra khung cảnh ấm áp và hạnh phúc của gia đình, nhưng không phải vì vậy mà người đàn bà sinh ra là để ở suốt ngày trong bếp núc. Kiều Đàm Di đã tìm thấy nơi người con dâu một người bạn đồng chí, bởi vì Yajudala vốn là một cô gái có chí khí và có nhận thức độc lập. Không những bà muốn yểm trợ tinh thần cho Yajudala, mà bà còn hứa sẽ làm việc chung với nàng. Chương 10. Chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Trong khi đó, quốc vương Tịnh Phạn tỏ ý muốn Tất Đạt Đa thân cận với vua hơn để có cơ hội thực tập về chính sự. Thái tử được mời dự những buổi họp quốc sự, khi thì riêng với phụ vương, khi thì chung với quần thần. Chàng để hết tâm lý vào các vấn đề chính trị, kinh tế và quân sự được đưa ra. Và chàng nhận ra rằng căn bản của các vấn đề nằm ở nhận thức và tư dục của người làm chính sự. Khi mà tâm người đã trấn ngự bởi ý thức về quyền lợi cá nhân, gia đình và dòng họ rồi, thì mọi quyết định về chính sách không thể nào còn khách quan nữa. Và như vậy, chính sách không còn thực sự nhắm vào việc lợi nước, lợi dân. Tất Đạt Đa ngồi nghe và đoán biết được tâm lý của những người cộng sự với phụ vương chàng. Chàng thấy được những tư dục của họ, có khi chàng thấy được cái mặt trái giả đạo đức của họ, và đồng thời cũng thấy một niềm tức giận nảy sinh và tràn dâng trong lòng. Nhưng Tất Đạt Đa biết mình phải kiềm chế niềm tức giận ấy. Chàng biết chàng có thể nói quịch tẹt ra giữa triều đình những điều không mấy tốt đẹp ấy, nhưng chàng đã ngậm miệng không nói, bởi vì chàng không có hoặc chưa có phương pháp gì đối trị. Nói ra chỉ là để gây đổ vỡ mà thôi, và như vậy lại tạo thêm những khó khăn cho phụ vương chàng. Tại sao con không góp ý kiến với triều thần?
mà chỉ ngồi im lặng thế? Vua Tịnh Phạn hỏi chàng. Sau một buổi chầu trong đó có các quan đã bàn luận rất lâu về chính sự, Tất Đạt Đa nhìn cha. Không phải là con không có ý kiến, nhưng những ý kiến của con nếu nói ra cũng không có ích lợi gì, vì chúng chỉ có thể nêu ra chứng bệnh mà chưa phải là phương thuốc trị bệnh. Con thấy con chưa có đủ khả năng để thay đổi tâm trạng của các quan, tư dục của họ còn nặng nề lắm, và con biết con chưa có thể làm việc được với họ. Phụ vương nghĩ xem, quan phụ chính đại thần Vesamitta là một người có quyền lực rất lớn trong triều đình. Phụ vương biết rằng ông ta không liêm khiết, và nhiều khi ông ta lấn cả quyền của phụ vương. Ấy vậy mà phụ vương vẫn phải dùng ông ta. Tại sao? Tại phụ vương biết nếu không dùng ông ta thì triều đình có thể rối loạn. Vua Tịnh Phạn nhìn con im lặng một hồi lâu, rồi vua nói: Nhưng con cũng biết là để yên nước yên nhà, nhiều khi ta phải chịu đựng. Ta biết quyền lực ta có giới hạn, nhưng nếu con tập làm chính sự, sau này con sẽ giỏi hơn ta, và con sẽ có đủ tài năng để thanh lọc lại hàng ngũ của chính quyền mà không gây ra những xáo trộn cho xứ sở. Tất Đạt Đa đưa tay lên trán, chàng thở dài. Con không tin rằng tài năng là yếu tố căn bản. Con nghĩ rằng vấn đề căn bản là giải phóng được cho tâm mình. Con biết là chính con cũng bị khuynh đảo bởi những tình cảm như buồn giận, ganh ghét, sợ hãi và những ham muốn dung thường. Những cuộc đàm luận ngắn như thế giữa hai cha con càng ngày càng làm cho vua lo lắng. Vua thấy Tất Đạt Đa là một người có nhận thức rất sâu sắc, nhưng cũng là một người ưa đòi hỏi cái tuyệt đối. Vua thấy được sự khác biệt giữa mình và thái tử. Tuy vậy, trong lo lắng, vua vẫn cố nuôi hy vọng. Vua hy vọng rằng nếu Tất Đạt Đa tiếp xúc lâu ngày với người và với việc, thái tử sẽ có thể một ngày nào đó chấp nhận cái tương đối trong cuộc đời. Trong lúc ấy, Tất Đạt Đa không bao giờ ngưng học hỏi. Ngoài công việc học tập chính sự và giúp đỡ Gia Du Đà La, chàng tìm cách tiếp xúc với các vị Bà La Môn và Sa Môn nổi tiếng trong xứ để học hỏi thêm. Chàng biết rằng học đạo không phải chỉ là học những tư tưởng uyên áo chứa đựng trong các thánh thư, mà còn là học phép thiền định để đạt tới sự giải phóng tâm ý. Chàng rất ưa đi tìm những vị sa môn ẩn cư để học hỏi và thực tập, và chàng đem những gì đã được học về để thực tập ngay trong cung điện. Thỉnh thoảng Tất Đạt Đa cũng đem những điều mình đã học và đang thực tập ra để chia sẻ với Xe Du Đà La. Chàng hay nói với nàng: Này Gopa, có lẽ em phải thực tập thiền định thì tâm em sau này mới an được, và em mới có thể làm việc xã hội được lâu dài. Gopa là tên nhỏ của Gia Du Đà La. Chàng hay gọi nàng bằng tên này một cách âu yếm. Gia Du Đà La nghe lời chàng. Tuy bận rộn công việc, nàng vẫn thường chịu thiền tập. Có khi hai người ngồi chung trong im lặng, tất cả các người hầu cận đều phải rút lui trong những giờ giấc ấy. Những đoàn ca vũ được hai người cho đi làm việc ở những nơi khác. Từ hồi ấu thơ, Tất Đạt Đa đã từng được nghe về bốn giai đoạn trong đời sống của một người Bà La Môn. Tuổi trẻ, người con trai Bà La Môn phải học kinh Vệ Đà, đó là giai đoạn đầu. Giai đoạn thứ nhì, thành người, là giai đoạn lập gia đình, nuôi dưỡng con cái và phục vụ xã hội. Giai đoạn thứ ba, khi con cái đã lớn khôn thì có thể rút lui làm ẩn sĩ, và trong giai đoạn thứ tư, buông bỏ mọi ràng buộc với cuộc đời, người Bà La Môn có thể sống đời sống xuất thế. Tất Đạt Đa nghĩ rằng bốn giai đoạn ấy của cuộc đời đã được chia ra một cách quá rạch rồi. Đợi đến già mới học đạo thì sẽ trễ tràn quá, chàng không thể chờ đợi được. Tại sao ta không thể sống bốn cách ngay trong một giai đoạn? Tại sao không tập sống đời xuất thế ngay khi ta còn có gia đình? Nghĩ vậy, Tất Đạt Đa có ý bắt đầu học đạo và hành đạo ngay trong đời sống hiện tại. Tuy nhiên, chàng không thể không nghĩ tới những đạo sĩ nổi danh đang hành đạo ở phương xa, Mãi Tận Xá Vệ hay Vương Xá. Chàng tin rằng nếu được du phương học đạo với những bậc thầy nổi danh, chàng sẽ có thể đạt đạo mau chóng. Các bạn và ngay các vị sa môn ẩn cư mà chàng đi thăm đều có nhắc đến tên những sa môn nổi tiếng như Alalakalam, Uất Đầu Lam Tử,
ai cũng ước mong được tiếp xúc và học hỏi các vị này. Càng ngày Tất Đạt Đa càng thấy niềm mong ước của mình trở nên thúc bách. Một buổi chiều, Yajudala đi làm việc về, mặt buồn rười rượi, nàng đăm chiêu không nói. Em bé bị thương hàn mà nàng chăm sóc từ hơn một tuần nay vừa mới chết. Mấy hôm nay nàng đã làm đủ mọi cách mà không rứt em ra khỏi tay tử thần. Buồn quá, nàng ngồi thiền định, nàng không ngăn được cảm xúc. Tất Đạt Đa vừa dự một buổi họp triều chính về, trong thấy chàng, Yajudala òa lên khóc. Tất Đạt Đa ôm nàng trong hai tay và hỏi han cớ sự. Chàng tìm cách an ủi nàng. Gopa, ngày mai ta sẽ đi với em để dự đám tang của em bé. Em cứ khóc đi, cho nhẹ bớt nỗi khổ trong lòng. Sinh già bệnh chết là những gánh nặng đè lên vai của tất cả mọi người. Những gì xảy đến cho em bé đều có thể xảy ra cho chúng ta bất cứ lúc nào. Yajudala thổn thức. Càng ngày em càng thấy điều Điện Hạ nói là đúng. Khổ đau thì vô cùng, mà hai bàn tay thì nhỏ bé. Lòng em cũng đầy sự bất an. Anh ơi, anh chỉ cho em cách nào để em đối trị được những khổ đau và lo lắng trong lòng đi anh. Tất Đạt Đa ôm Yajudala chặt trong hai tay chàng. Em ơi, chính anh cũng đang đi tìm con đường để đối trị những khổ đau và lo lắng trong anh. Anh đã nhận thấy thực trạng của xã hội và của con người, nhưng anh chưa thấy được nẻo thoát, dù anh đã bỏ công học hỏi và tìm kiếm. Tuy nhiên anh tin rằng một ngày nào đó anh sẽ tìm ra được con đường cho tất cả chúng ta. Cô ba, em hãy có lòng tin nơi anh. Em bao giờ mà không có lòng tin nơi anh. Em biết một khi đã quyết định một điều gì thì anh sẽ đi đến cùng để thực hiện cho kỳ được điều ấy. Em biết một ngày nào đó anh sẽ bỏ hết phú quý giàu sang và ngai vàng để ra đi tìm đạo. Nhưng anh ơi, xin anh đừng bỏ em trong giai đoạn này. Em rất cần anh. Tất Đạt Đa nâng cầm Yajudala lên, nhìn vào mắt nàng. Không, không, anh không bỏ em bây giờ đâu. Chừng nào, chừng nào? Yajudala bịt miệng Tất Đạt Đa lại. Tất Đạt Đa, anh đừng nói gì vội. Em muốn hỏi anh điều này. Nếu anh có một đứa con với em thì anh muốn đó là con trai hay là con gái? Tất Đạt Đa giật mình, chàng nhìn Yajudala chăm chú. Em nói sao? Cô ba, có phải em đã? Em đã? Yajudala gật đầu. Nàng chỉ vào bụng và nói. Em rất sung sướng vì em đang được mang trong em hoa trái của tình yêu chúng ta. Em muốn nó sẽ là con trai, và nó có khuôn mặt giống anh, thông minh như anh và hiền đức như anh. Tất Đạt Đa đưa hai vòng tay ôm lấy Yajudala vào lòng. Trong nỗi vui mừng lớn lao, chàng chợt nhận ra những hạt giống của sự lo lắng. Tuy nhiên, chàng tươi cười nói với Yajudala. Em sinh con trai hay con gái thì anh cũng mừng như nhau, miễn là con chúng ta sẽ vừa nhân từ vừa thông tuệ như em. À này, Gopa, em đã báo tin này cho mẹ biết chưa? Em chưa cho ai biết hết trừ anh ra. Chiều nay em sẽ vào cung thánh tự báo cho lịnh bà Kiều Đàm Di, nhân tiện đem học hỏi với mẹ về cách nuôi dưỡng thai nhi. Em cũng sẽ báo tin này cho phu nhân Pamita, mẹ của em ngày mai. Chắc mọi người sẽ mừng lắm. Tất Đạt Đa gật đầu. Chàng biết là khi nghe tin này, dì mẫu của chàng sẽ báo tin ngay cho phụ vương chàng. Phụ vương sẽ rất hài lòng và sẽ tổ chức một lễ ăn mừng lớn. Tất Đạt Đa có cảm tưởng là những sợi dây ràng buộc chàng với cuộc đời ở cung điện càng ngày càng siết chặt lại. Chặt lại. Chương 11. Tiếng sáo canh khuya. Ưu Đà Di, Đề Bà Đạt Đa, Kim Tỳ La, Ma Nam Câu Lợi, Ca Lưu Đà Di, Ani Luật Đà,
là những người bạn thường đến chơi với Tất Đạt Đa để luận bàn chính trị và đạo đức cùng với Ananda và Nanda. Họ sẽ là những người thần tử thân cận nhất của Tất Đạt Đa sau này khi chàng lên nối ngôi vua. Những cuộc đàm luận kéo dài sau tiệc rượu, và chiều ý các bạn, Tất Đạt Đa đã để cho những đoàn vũ nhạc của hoàng gia trình diễn, có khi đến suốt đêm. Đề Bà Đạt Đa thường nói thao thao bất tuyệt về chính trị. Ưu Đà Di và Ma Nam Câu Lợi là những người hưởng ứng nhiều nhất và thảo luận về những điểm mà Đề Bà Đạt Đa đưa ra mà không biết mệt mỏi. Tất Đạt Đa nói rất ít. Có khi giữa một hội ca vũ, nhận thấy Ani Luật Đà ngồi ngủ gục, không tỏ ý gì tha thiết với các cuộc vui, chàng nắm tay Ani Luật Đà đưa ra giường. Hai người im lặng ngắm trăng và nghe tiếng suối róc rách chảy. Ani Luật Đà là em ruột của Ma Nam Câu Lợi. Hai người đều là con trai của thân vương Amiriojana, chú ruột của Tất Đạt Đa. Ani Luật Đà tính tình hòa nhã, diện mạo xinh đẹp, thường được các công nương để ý theo dõi. Nhưng chàng không để tâm tới chuyện tình duyên. Có khi Tất Đạt Đa và Ani Luật Đà ngồi chơi ngoài ngự viên thật khuya, và khi tiếng đàn hát trong cung đã im bặt, chàng mới lấy ống sáo ra thổi dưới ánh trăng vằng vặc. Lúc này các dương tử và bạn bè đều say sưa hoặc mệt mỏi, nên đã được mời vào ăn nghỉ trong cung tại các phòng dành cho tân khách. Sau khi sắp đặt đâu đấy xong xuôi và cho bọn người hầu đi ngủ, cô ba thường đi đốt một lò trầm nhỏ và đem ra giường. Nàng lặng lẽ đặt lư trầm lên bể đá, rồi ngồi xuống trên một chiếc ghế gần bên để lắng nghe tiếng sáo dìu dạt bỗng trầm trong canh khuya. Thấm thoát mà đã đến ngày Yajudala mãn nguyệt khai hoa. Dương Phi khuyên con ở lại nội cung để sinh nở, mà đừng về quê ngoại ở La Mạc, bởi chính bà cũng đang cư trú ở Ca Tỳ La Vệ. Bà bàn với hoàng hậu và sắp đặt mời các bà mụ giỏi nhất trong kinh đô về cung để giúp Yajudala. Ngày Yajudala lâm bồn, hoàng hậu Kiều Đàm Di có mặt, mà Dương Phi Pamita mẹ của Yajudala cũng có mặt. Mọi người yên lặng chuẩn bị giờ ra đời của em bé. Trong cung, một bầu không khí nghiêm trọng bao phủ. Vua Tịnh Phạn không có mặt ở đây, nhưng Tất Đạt Đa biết rằng phía bên kia cung điện, phụ vương chàng cũng đang khắc khoải chờ đợi. Mới vừa đây, Yajudala còn ngồi với chàng. Khi bắt đầu kêu đau, Yajudala đã được các thị nữ dựt vào phòng trong. Bây giờ là vào giữa trưa, nhưng bỗng dưng trời tối sầm lại, như có bàn tay ai che mát mặt trời. Tất Đạt Đa ngồi ngoài này, cách nàng tới hai lớp cửa, nhưng những tiếng rên xiết của nàng từ bên trong đưa ra, chàng đều nghe rõ mồn một. Càng lúc, niềm lo lắng của chàng càng lớn thêm, rồi những tiếng đau đớn của Yajudala vọng lên không ngớt. Tất Đạt Đa nóng ruột, những tiếng gào của nàng làm nát cả tâm can thái tử. Chàng không thể ngồi yên một chỗ, chàng đứng dậy đi bộ trong phòng. Có khi Yajudala thét lên những tiếng lanh lảnh làm cho chàng hốt hoảng. Mẹ sinh ra chàng, hoàng hậu Maya, ngày xưa vì sinh chàng mà đã mệnh chung. Chàng không bao giờ quên sự thật nát lòng này. Bây giờ đến Yajudala, bây giờ đến đứa con của chàng. Sinh đẻ là một cửa ải mà người đàn bà có chồng phải có lúc vượt qua, một cửa ải nguy hiểm không cùng. Qua được là sống, mà không qua được là chết, mà có khi chết cả hai mẹ con. Nhớ đến lời dạy của vị sa môn mà chàng đi thăm mấy tháng về trước, chàng ngồi lại trong tư thế hoa sen để bắt đầu điều phục tâm ý. Đây là một giây phút thử thách, chàng phải giữ được tâm bình lặng trước những tiếng thét của Yajudala. Chàng vừa ngồi lại thì bỗng thấy hình bóng của một em bé sơ sinh hiện ra trong óc, hình bóng của đứa con của chàng.
Ai cũng mong ước cho chàng có một đứa con và sẽ vui mừng cho chàng vì chàng có một đứa con. Chính chàng cũng đã ao ước có một đứa con. Nhưng bây giờ đây, trong giờ phút quyết liệt này, chàng cảm thấy có một đứa con là một biến cố vô cùng quan trọng. Mình chưa tìm ra được đường đi cho chính mình, mình chưa biết mình đi về đâu mà mình sinh con ra, há chẳng tội nghiệp cho con lắm sao? Bỗng nhiên tiếng la hét của Yayudala im bặt. Chàng bật người đứng dậy. Cái gì đang xảy ra? Trái tim của chàng đập mạnh. Để lấy lại bình tĩnh, chàng chú tâm vào hơi thở. Chính vào lúc ấy, có tiếng que que của một đứa trẻ vọng ra. Biết là em bé đã sinh, Tất Đạt Đa đưa tay lên mồ hôi trên trán. Bà Kiều Đàm Chi mở cửa đi ra nhìn chàng, miệng bà mỉm cười. Tất Đạt Đa biết rằng mẹ con Yayudala đã được bình yên. Hoàng hậu ngồi xuống phía trước mặt chàng, bà nói: Gopa đã sinh con trai. Tất Đạt Đa mỉm cười, nhìn mẹ với cặp mắt cảm ơn. Chàng nói: Con đặt tên cho nó là La Hầu La. Chiều hôm đó, Tất Đạt Đa được chào thăm hai mẹ con La Hầu La. Hai mắt sáng ngời nhìn chàng tràn đầy hạnh phúc. Bên cạnh nàng là em bé. Em bé đã được bọc trong lụa và chàng chỉ thấy được khuôn mặt bụ bẫm của con. Tất Đạt Đa nhìn Yayudala, nàng ra dấu ưng thuận. Chàng cúi xuống bế La Hầu La lên và ôm con vào trong hai tay. Yayudala nhìn theo. Cũng như hồi nãy, chàng vừa có cảm giác phơi phới lâng lâng mà cũng vừa có cảm giác lo lắng nặng nề. Yayudala được tịnh dưỡng nhiều ngày trong cung. Hoàng hậu Kiều Đàm Di săn sóc nàng thật kỹ lưỡng, từ thức ăn đến lò sưởi. Mỗi buổi chiều khi về đến tư cung, Tất Đạt Đa lại vào thăm hai mẹ con. Ôm La Hầu La trong tay, Tất Đạt Đa cảm thấy sự quý giá và mong manh của một mầm sống. Chàng nhớ lại hôm đi đám hỏa táng của một em bé ở xóm nghèo. Em bé là một em bé trai chỉ chừng 4 tuổi. Xác nó còn để trên giường. Khi chàng với Yayudala tới, em bé không còn một chút sinh khí nào. Thân hình nó vừa trắng bệch, vừa xanh xao, vừa gầy ốm. Mẹ của em bé vẫn còn ngồi bên giường, vừa chùi nước mắt vừa khóc kể. Một lát sau, ông thầy Bà La Môn tới. Mấy người láng giềng đã túc trực tại đó từ bao giờ. Họ quấn xác em bé vào trong vải hồng, rồi đặt em bé vào trong một cái cán tre mà họ đã làm sẵn để đưa em ra bờ sông. Tất Đạt Đa và Yayudala đi theo sau trong đám người nghèo khổ. Ngoài bờ sông đã có dựng một hỏa đàn nhỏ rất đơn giản. Theo sự chỉ dẫn của ông thầy cúng, người ta khiêng cán xuống sông và nhúng xác em bé vào dòng nước. Đó là lễ tẩy tịnh. Người ta tin rằng nước sông Banganga thiêng liêng sẽ rửa sạch nghiệp chướng của em bé. Rồi người ta đem cán lên bờ đặt xuống để nước giọt đi bớt. Một người đàn ông đi chế dầu thơm vào hỏa đàn. Thi thể của em bé được đặt lên giàn hỏa. Ông thầy Bà La Môn tay cầm đuốc, vừa đi quanh hỏa đàn vừa đọc kinh. Tất Đạt Đa nhận ra những đoạn kinh trong kinh Vệ Đà. Đi quanh được 3 vòng, ông thầy châm lửa vào giàn hỏa. Lửa Phật cháy, mẹ và các anh chị của đứa bé òa lên khóc. Lửa đã bắt đầu táp vào thi thể em bé. Tất Đạt Đa nhìn Yayudala, mắt nàng đẫm lệ. Tất Đạt Đa bất giác cũng muốn khóc. Bé ơi, bé ơi, bé đang đi về đâu? Tất Đạt Đa trả La Hầu La lại cho mẹ nó. Chàng đi ra giường ngự và chàng ngồi ở ghế đá một mình cho đến khi màn đêm buông xuống và một cô thị nữ ra tìm chàng. Tâu Điện Hạ, lĩnh bà cho con đi tìm Điện Hạ, Hoàng thượng ngự giá sang thăm. Tất Đạt Đa đi vào, đèn đuốc đã được thắp lên sáng trưng trong cung điện.
Chương 12. Con ngựa kiền trắc. Sức khỏe của Yayudhala trở lại bình thường và nàng đã có thể bắt đầu lại công việc. Tuy rằng nàng để khá nhiều thì giờ lo cho bé La Hầu La. Một sáng mùa xuân nọ, Sa Nặc đánh xe sông mã đưa Tất Đạt Đa và Yayudhala đi ra ngoài thành du ngoạn theo lời khuyên nhủ của bà Kiều Đàm Di. La Hầu La cũng được ẩm theo, và một cô thị nữ tên Ratna cũng được đi theo để săn sóc bé. Nắng ấm đã lên, lá cây xanh mơn mởn, hoa nở khắp nơi. Những cây vô u và những cây hồng táo nở hoa đầy mình. Chim chóc ca hát bốn phía. Sa Nặc cho xe đi chậm. Có những người dân quê nhận ra Tất Đạt Đa và Yayudhala. Họ đứng dậy đưa cả hai tay lên dãy. Xe đã ra tới bờ sông Banganga. Bỗng dưng Sa Nặc dìm cứ ngựa lại. Mọi người nhìn về phía trước mặt. Một người đang nằm chặn giữa đường. Tay chân người đó co quắp lại. Toàn thân người đó run rẩy, miệng người đó không ngớt kêu lên. Tất Đạt Đa nhảy xuống lại gần. Sa Nặc cũng buộc cương ngựa vào thành xe nhảy xuống. Người nằm bên đường là một người đàn ông, tuổi chưa tới 30. Tất Đạt Đa cầm lấy tay người ấy và ngước mắt hỏi Sa Nặc: "Người này trúng gió phải không Sa Nặc? Anh hãy giúp ta xoa bóp và đánh gió cho ông ta." Sa Nặc lắc đầu: "Thưa điện hạ, đây không phải là triệu chứng của người trúng gió. Người này mắc phải chứng dịch hạch. Chứng này hiện chưa có thầy thuốc nào biết cách chữa." "Khổ chưa?" Thái tử Tất Đạt Đa nhìn kỹ lại người bệnh. "Ta có nên chở ông ta về cho ngự y xem xét không?" "Thưa điện hạ, bệnh này ngự y cũng không trị nổi, mà bệnh này lại hay lây. Nếu ta chở người này lên xe thì bệnh có thể lây tới bệnh bà, tới cậu La Hầu La và tới cả điện hạ nữa. Xin điện hạ buông tay người ấy ra đi, kẻo nguy hiểm lắm." Tất Đạt Đa vẫn không buông tay người bệnh. Chàng nhìn tay người bệnh rồi nhìn lại tay chàng. Chàng biết chàng là một người mạnh khỏe, nhưng nhìn thấy người bệnh trạc tuổi mình đang nằm trước ngưỡng cửa của cái chết, bao nhiêu sự tự hào về sức khỏe và sự may mắn của riêng mình đột nhiên tan biến hết nơi chàng. Từ bờ sông bỗng có tiếng khóc than vọng lại. Chàng đưa mắt nhìn lên, lại một đám ma, lại một giàn quả. Tiếng đọc kinh đã vọng lên chen lẫn với tiếng khóc than, và tiếp đến là tiếng phần phật của giàn lửa bốc cháy. Tất Đạt Đa nhìn xuống thì người bệnh dưới chân mình đã tắt thở, hai con mắt ông ta còn trợn trừng. Chàng đặt bàn tay người ấy xuống, đưa tay vuốt mắt người chết. Khi đứng dậy thì chàng thấy Yayudhala đã đứng sẵn sau lưng chàng không biết từ lúc nào. Nàng nói giọng nhỏ nhẹ: "Xin điện hạ xuống rửa tay dưới bến sông." "Sa Nặc, anh cũng nên xuống sông rửa tay đi, rồi chúng ta đánh xe vào sớm báo cho nhà chức trách địa phương biết để họ lo liệu." Cuộc du hành mùa xuân tới đây là chấm dứt. Tất Đạt Đa báo Sa Nặc đánh xe trở về cung điện. Trên đường về không ai nói với ai một lời nào. Tối hôm ấy, Yayudhala nằm mơ thấy toàn là những ác mộng. Trong giấc mơ đầu, nàng thấy một con bò mộng trắng, trên đầu có gắn một viên ngọc lớn lấp lánh như sao bắt đầu. Con bò đi từng bước thông thả qua đường phố thành Ca Tỳ La Vệ và hướng về cổng thành. Từ đền thờ Indra có tiếng thiên thần la lớn: "Nếu không giữ được con bò này lại thì kinh đô này còn đâu là ánh sáng." Mọi người trong thành đều chạy đến cố sức giữ bò lại, nhưng rốt cuộc không ai giữ được nó. Con bò thoát ra ngoài thành và đi mất. Trong giấc mộng thứ hai, nàng thấy bốn vị vua trời từ trên đỉnh núi Tu Di phóng hào quang ngay thành Ca Tỳ La Vệ. Ngọn cờ đang bay phất phới trên đền thờ Indra bỗng dưng đập mạnh và rơi xuống đất. Hoa ở trên trời rơi xuống như mưa, hoa đủ năm màu chói lọi. Khắp nơi như mở đại hội và tiếng nhạc từ trên không vang dội khắp kinh kỳ. Trong giấc mộng thứ ba, nàng nghe tiếng hô to trong không gian: "Giờ đã đến, giờ đã đến." Nàng hoảng hốt nhìn sang chỗ Tất Đạt Đa ngồi thì không còn thấy Tất Đạt Đa ở đấy. Những chiếc hoa lài cài trên tóc nàng bỗng rơi xuống sàn nhà và biến thành tro bụi. Tất cả những áo mão và đồ trang sức
mà Tất Đạt Đa để lại trên ghế chàng bây giờ bỗng biến thành một con rắn đang trườn ra phía cửa. Trong hoảng hốt, nàng nghe tiếng rống của con bò trắng từ phía ngoài thành. Nàng nghe tiếng phần phật của ngọn cờ trên đền thờ Indra. Và nàng nghe tiếng hô lớn trong không gian: "Giờ đã đến, giờ đã đến." Yajudala tức chất, trán nàng toát mồ hôi, quay sang phía Tất Đạt Đa, nàng lay chàng dậy: Anh ơi, anh thức dậy đi anh." Tất Đạt Đa vẫn còn thức. Chàng đưa tay vỗ về Yajudala, chàng nói: "Em vừa mới mơ thấy gì đó, hãy kể cho anh nghe đi." Yajudala kể lại những giấc mộng của nàng, và nàng hỏi chàng: "Có phải những giấc mộng ấy báo trước rằng anh sẽ ra đi tìm đạo và bỏ em ở nhà một mình, phải không anh?" Tất Đạt Đa im lặng nghe. Chàng an ủi nàng: "Này Gô Ba, em đừng buồn. Anh biết em là một người có chí khí. Anh biết em là người cộng sự của anh, và em có thể giúp anh hoàn thành được chí nguyện. Em hiểu anh hơn ai hết trong những người thân thuộc của chúng ta. Vậy nếu mai này mà anh phải đi và phải xa em, xa em trong một thời gian, anh mong rằng em sẽ có đủ can đảm để tiếp tục công việc của em. Em sẽ chăm sóc con và nuôi con lớn lên. Dù anh có đi, dù anh có ở xa em, thì tình thương của anh đối với em bao giờ cũng thế. Anh sẽ chẳng bao giờ không yêu em. Nếu em biết như thế thì em có thể chịu đựng được sự xa cách. Khi anh tìm được đạo, anh sẽ trở về với em chứ con. Thôi, em ngủ lại đi." Tiếng Tất Đạt Đa ôn tồn ngọt ngào và vỗ về đi thẳng vào lòng Yajudala. Nàng có đủ đức tin nơi chàng, nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Sáng hôm sau, Tất Đạt Đa vào gặp vua cha. Chàng tâu: "Tâu phụ vương, con xin phép phụ vương xuất gia để tìm đạo." Vua Tịnh Phạn giật mình. Tuy đã từng nghĩ đến biến cố có thể xảy ra này, nhưng vua chưa bao giờ nghĩ nó xảy ra một cách đột ngột như vậy. Trầm ngâm hồi lâu, ngài nhìn con rồi nói: "Ngày xưa trong dòng họ ta, thỉnh thoảng cũng có người đi xuất gia làm sa môn, nhưng không ai bỏ nhà ra đi vào tuổi của con cả. Ai cũng đợi đến sau tuổi 50. Sao con không làm như thế? Con của con còn nhỏ, và nước nhà đang trông cậy vào con." "Thưa phụ vương, một ngày con ngồi trong cung cũng như một ngày con ngồi trên đống lửa. Tâm con không an thì làm sao con có thể đáp lại sự trông cậy của phụ vương, của nước nhà, cũng như của bất cứ ai? Con thấy ngày tháng qua rất mau, tuổi trẻ của con cũng vậy. Xin phụ vương cho phép con." Vua ôn tồn: "Con nên nghĩ đến Sơn Hà Xã Tắc, đến ta, đến Yajudala, và đến đứa con còn trứng nước của con." "Thưa phụ vương, chính vì con nghĩ đến cho nên con mới xin phép phụ vương cho con ra đi. Con đi đây không phải là để cho một mình con không ích kỷ đi trốn tránh nhiệm vụ của con. Chính phụ vương cũng biết rằng phụ vương không giúp được cho con giải tỏa những khổ đau dằn vặt trong con. Ngay cả những khổ đau dằn vặt trong lòng phụ vương cũng chưa giải tỏa được." Vua đứng dậy nắm lấy tay chàng: "Con biết rằng ta rất cần con. Con là người mà ta đặt hết kỳ vọng của ta. Con đừng bỏ ta." "Con không bao giờ bỏ phụ vương. Con chỉ xin phụ vương đi xa, chừng nào đạt đạo con sẽ trở về." Nét mặt vua Tịnh Phạn giàu giàu. Ngài không nói gì nữa, ngài bỏ vào biệt điện. Chiều hôm đó, hoàng hậu Kiều Đàm Di qua ở lại suốt buổi với Yajudala. Cũng chiều hôm đó, U Đà Di, bạn của Tất Đạt Đa, đến chơi. Chàng rủ theo Đề Bà Đạt Đa, Ananda, Ani Luật Đà, Kim Tỳ La và Radhika, những người trai trẻ đòi tổ chức cuộc vui. U Đà Di đã mời được đoàn vũ công tài ba nhất trong kinh thành đến. Đèn đuốc thắp lên sáng rực cả cung điện. Bà Kiều Đàm Di cho Yajudala biết là U Đà Di đã được vua cho triệu tới và giao trách nhiệm làm đủ mọi cách để ngăn Tất Đạt Đa bỏ nhà ra đi.
cuộc du tới nay nằm trong chương trình hành động của chàng. Yayudhala ra lệnh cho các thị nữ đi lo thức ăn và thức uống cùng các nhu cầu khác cho cuộc vui, và nàng ở lại bên trong đàm đạo với phu nhân Kiều Đàm Di, trong khi bên ngoài công viên Tất Đạt Đa tiếp đãi các bè bạn. Hôm đó là ngày trăng tròn tháng Uttarasanha. Khi tiếng nhạc của cuộc vui bắt đầu trỗi dậy thì trăng cũng bắt đầu nhô lên trên rặng cây phía trời đông nam. Bà Kiều Đàm Di tâm sự với Yayudhala cho tới khuya mới về cung an nghỉ. Khi đưa bà ra sân, Yayudhala thấy trăng đã lên tới đỉnh đầu. Cuộc vui còn tiếp diễn với tiếng trống, tiếng nhạc và tiếng nói cười. Đưa hoàng hậu Kiều Đàm Di khỏi ngõ, nàng trở vào đi tìm Sa Nặc. Người hầu cận này đang ngủ, nàng đánh thức Sa Nặc dậy, thầm thì: "Có thể đêm nay thái tử cần đến ngươi. Hãy chuẩn bị cho con kiền trắc, yên cương đầy đủ, và cũng nên chuẩn bị một con ngựa khác cho chính ngươi nữa." "Đâu lệnh bà, thái tử đi đâu rồi giờ này?" "Ngươi đừng hỏi, cứ việc chuẩn bị như lời ta dặn, vì thái tử có thể cần đến ngươi trong đêm nay." Sa Nặc dân dạ đi vào tàu ngựa. Yayudhala trở lại vào trong cung. Nàng sắp đặt sẵn giày nón và áo dạ hành cho thái tử. Nàng lại đi lấy thêm một chiếc chăn mỏng để đắp thêm cho La Hầu La. Rồi nàng thay áo và lên giường. Nằm trên giường, nàng lắng nghe tiếng nhạc, tiếng ca, tiếng nói và tiếng cười. Cuối cùng cuộc vui tan, có lẽ mọi người đều đã tìm nơi an nghỉ. Yayudhala nằm yên ắng, nghe sự im lặng trở về trong cung cấm. Nàng nằm yên chờ đợi, nhưng lâu lắm nàng vẫn không thấy Tất Đạt Đa đi vào. Trong khi đó, Tất Đạt Đa ngồi một mình thật lâu ngoài vườn ngự. Chàng nhìn lên trời, trăng sáng dằng dặc, ngàn sao nhấp nháy. Chàng quyết định đêm nay phải rời bỏ hoàng cung. Chàng đi vào, mang giày và mặc áo. Chàng vén rèm nhìn vào phòng ngủ. La Hầu La nằm ngay bên cạnh. Chàng muốn vào nói lời từ biệt nàng, nhưng chàng lưỡng lự. Những lời dặn dò cần thiết nhất chàng đã nói với nàng rồi. Thức nàng dậy, chàng biết chàng sẽ làm cho phút biệt ly khó khăn hơn và não lòng hơn. Chàng buông rèm xuống, định bước chân ra, nhưng chàng đứng lại vén rèm lần nữa để nhìn hai mẹ con một lần cuối. Chàng nhìn thật kỹ, như để thu lấy thêm một lần nữa cái hình ảnh quen thuộc và thân yêu ấy. Cuối cùng chàng buông rèm bước ra. Khi đi ngang qua phòng khánh tiết, Tất Đạt Đa thấy bọn vũ công nằm ngủ la liệt và ngã nghiêng trên nệm thảm. Đầu tóc họ xổ tung, con người mở rộng miệng ra như những con cá chết. Những cánh tay mềm mại của họ bây giờ cứng đơ như những thanh củi, và chân họ gác ngang gác ngửa như trên một bãi chiến trường. Họ trông giống như những cái xác chết không hồn. Tất Đạt Đa có cảm tưởng rằng mình đang bước ngang qua một cái nghĩa địa. Chàng mở cửa ra đi, ra phía chuồng ngựa. Sa Nặc đang thức, chàng bảo: "Sa Nặc, đem con kiền trắc ra đây." Sa Nặc vâng dạ. Sa Nặc đã chuẩn bị mọi sự chu đáo rồi. Con kiền trắc đã có đủ yên cương. Sa Nặc thưa lại: "Con có đi với điện hạ không?" Tất Đạt Đa gật đầu. Sa Nặc đi vào tàu, dắt ra một con ngựa khác. Con ngựa này cũng đã có đủ yên cương. Hai thầy trò dắt ngựa ra khỏi cung. Tất Đạt Đa dừng lại vuốt ve con kiền trắc. Chàng nói với ngựa: "Này kiền trắc, chuyến đi này là một chuyến đi quan trọng, con hãy hết lòng đưa ta đi." Chàng nhảy lên mình ngựa, Sa Nặc cũng nhảy lên ngựa của mình. Hai thầy trò cho ngựa đi thông thả để đừng gây nên nhiều tiếng động. Những người lính gác cửa thành đang ngủ say. Hai thầy trò vượt qua cổng thành một cách dễ dàng. Ra khỏi cổng thành được chừng một dặm, Tất Đạt Đa dừng ngựa. Chàng quay lại kinh đô đang nằm im lìm dưới ánh trăng. Chính nơi kinh đô này mà Tất Đạt Đa đã sinh ra và lớn lên. Chính nơi kinh đô này mà chàng đã trải qua bao nhiêu buồn vui và thao thức. Chính trong kinh đô ấy, phụ hoàng, bà Kiều Đàm Di, Yayudhala, La Hầu La và tất cả những người thân yêu khác hiện đang ngủ say.
Chàng thầm bảo: nếu không tìm ra được con đường, ta sẽ không trở về Ca Tỳ La Vệ nữa. Chàng quay ngựa về phương Nam, con kiền trắc bắt đầu phi nước đại.